bảo Đảng nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam. Kính thưa đoàn chủ tịch điều hành phiên họp, kính thưa đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có báo cáo đầy đủ số 666 về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật căn cước gửi đến các đại biểu Quốc hội. Chính phủ cũng đã có báo cáo số 559 về việc thống nhất với báo cáo giải trình này. Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật căn cước như sau. Một về tên gọi của dự thảo luật và tên gọi của thẻ căn cước. Đa số ý kiến đại biểu quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội và thành viên ủy ban thường vụ quốc hội tán thành tên gọi lực căn cước và tên thẻ căn cước như dự thảo luật chính phủ trình. Một số ý kiến tán thành giữ nguyên tên lực căn cước công dân và thẻ căn cước công dân như lực hiện hành. Ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí với đa số ý kiến tán thành tên gọi lực căn cước và tên thẻ căn cước. Việc sử dụng tên gọi lực căn cước thể hiện rõ tính khoa học sẽ bao quát được phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng của lực gồm cả công dân Việt Nam và người Việt Nam sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch phù hợp với bản chất và mục tiêu quản lý căn cước của nhà nước ta phù hợp với phương thức quản lý trong thời kỳ cách mạng 4.0 xây dựng chính phủ số xã hội số việc sử dụng tên gọi thẻ căn cước như dự thảo luật là phù hợp sẽ bao hàm được đầy đủ thông tin về căn cước của công dân ngoài ra với việc mở rộng tích hợp nhiều thông tin vào thẻ căn cước vừa nhằm hướng tới mục tiêu quản lý nhà nước về căn cước toàn diện hơn đầy đủ hơn vừa tạo thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng thông tin cá nhân việc đổi tên thẻ căn cước như dự thảo luật chính phủ trình không làm phát sinh thủ tục chi phí đổi thẻ với người dân theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ tên lực căn cước và tên thẻ căn cước như chính phủ trình. 2. Về giấy chứng nhận căn cước và quản lý người gốc Việt Nam, điều 7 dự thảo lực chính phủ trình. Đa số ý kiến nhất trí việc cấp giấy chứng nhận cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị làm rõ và nghiên cứu quy định cụ thể về tiêu chí điều kiện để xác định và cấp giấy chứng nhận căn cước quyền và nghĩa vụ của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, giá trị pháp lý của giấy chứng nhận căn cước, cơ quan có thẩm quyền quản lý, ý kiến khác đề nghị nghiên cứu quy định đầy đủ các nội dung có liên quan đến căn cước của người gốc Việt Nam đảm bảo thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước đối với đối tượng này và phù hợp quy định của dự thảo luật. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chuyển điều này về chương 3 đổi tên chương 3 thành thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước và bổ sung chỉnh lý điều 5, quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch về căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước. Chỉnh lý toàn diện điều này như dự thảo lực tiếp thu chỉnh lý nhằm quy định cụ thể rõ ràng về người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, điều kiện cấp giấy chứng nhận căn cước, việc cấp cấp đổi, cấp lại, giấy chứng nhận căn cước, thông tin thu thập, cập nhật, lưu trữ và việc khai thác sử dụng thông tin về người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, việc quản lý người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước, dân dân, bổ sung đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. 3 về thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, điều 10 dự thảo luật chính phủ trình và thông tin cơ sở dữ liệu căn cước điều 16 luật chính phủ trình. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc đánh giá kỹ về những thông tin được bổ sung quy định vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước đảm bảo tính bảo mật của thông tin. Ý kiến đề nghị phân loại các trường thông tin đảm bảo logic khoa học thuận lợi. Ý kiến khác đề nghị cân nhắc các trường thông tin đảm bảo tính ổn định thường xuyên Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau. Để triển khai đề án 06 thì việc mở rộng, tích hợp thêm nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu căn cước là rất cần thiết. Đồng thời dữ liệu đồng thời dự thảo quy định chỉ cập nhật các trường thông tin thực tế quản lý đã rõ được sử dụng thường xuyên cần có cần có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong các trường thông tin quy định tại Điều này có 7 trường thông tin bắt buộc người dân phải cung cấp nếu các trường thông tin này chưa có hoặc chưa đầy đủ. Các trường thông tin còn lại là những thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân khi sử dụng các tiện ích giá trị do cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đem lại. Các thông tin này sẽ được cập nhật qua cung cấp tự nguyện của người dân và được chia sẻ qua các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ các giao dịch hành chính dân sự. Ngoài ra, dự thảo luật cũng có những quy định đảm bảo độ an toàn cao, đảm đảm bảo kiểm soát an ninh mạng tốt, bảo vệ ở mức cao nhất đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước. Có ý kiến đề nghị không nên giao chính phủ quy định các thông tin khác được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành mà quy định ngay trong luật để đảm bảo quyền của công dân ủy ban thường vụ quốc hội xin báo cáo giải trình như sau hiện nay việc kết nối chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ ngành địa phương đang được triển khai thực hiện quyết liệt đã đem lại những kết quả thiết thực nhiều bộ ngành địa phương đã tiết kiệm được chi phí trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành khi đã được kết nối khai thác thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư việc giao chính phủ quy định chi tiết những thông tin khác được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm vừa đảm bảo tính ổn định của dự thảo luật nhưng vẫn có tính linh hoạt đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nhu cầu thu thập cập nhật thông tin trong từng thời kỳ đồng thời phù hợp với quy định tại điểm D khoảng 3 điều 40 lực giao dịch điện tử. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo luật chính phủ trình. 4. Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước điều 19 dự thảo luật chính phủ trình, một số ý kiến đề nghị ra soát quy định đảm bảo thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành chỉ nên thể hiện những thông tin mang tính chất ổn định, không trùng lắp, cân nhất một số thông tin chưa phù hợp đề nghị không nên sử dụng QR code, chỉ nên dùng chip điện tử trên thẻ căn cước. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau. Các thông tin thể hiện trên thẻ căn cước đã được đánh giá cụ thể đảm bảo không trùng lập giữa các trường thông tin thống nhất với các loại giấy tờ tùy thân phổ biến hiện nay của công dân tương thích với các quy định của pháp luật có liên quan đồng thời để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước việc tích hợp mã qr code và chip điện tử trên thẻ căn cước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức cá nhân khai thác sử dụng thông tin công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính giao dịch dân sự tuy nhiên trên cơ sở ý kiến của đại biểu quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu chỉnh sửa một số trường thông tin tại khoản 2, bổ sung khoảng 3, quy định cụ thể về thông tin được mã hóa, lưu trữ trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước như dự thảo lực tiếp thu, chỉnh lý, đảm bảo phù hợp và khả thi. 5. Về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước điều 23 dự thảo lực chính phủ trình, có ý kiến đề nghị cần xem xét để để quy định giải quyết toàn diện vấn đề đặt ra liên quan đến trường hợp thông tin được in lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước khác so với thông tin được tích hợp trong căn cước điện tử dân dân để đảm bảo giá trị sử dụng của thẻ căn cước. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chuyển nội dung đoạn 2 khoảng 3 điều 22 sang điều 33. Theo đó, chỉ quy định khi phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin trên thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử, không yêu cầu phải so sánh đối chiếu thông tin trong mọi trường hợp một số ý kiến đề nghị chọn lọc các loại thông tin cần thiết để tích hợp vào thẻ căn cước đảm bảo thực hiện được ngay không giao chính phủ quy định chi tiết quy định cấp quyền khai thác thông tin phù hợp với lĩnh vực yêu cầu quản lý trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân liên quan đến việc khai thác sử dụng bảo mật thông tin được khai thác sử dụng bổ sung quy định về hình thức lộ trình tích hợp thông tin trình tự thủ tục thu thập tích hợp thông tin ủy ban thường vụ quốc hội xin báo cáo như sau dự thảo luật chỉ quy định tích hợp một số thông tin có tính ổn định được sử dụng thường xuyên và để thuận tiện cho người dân trong giao dịch hành chính dân sự đồng thời giao thủ tướng chính phủ quyết định việc tích hợp các giấy tờ khác để đảm bảo linh hoạt khi có thay đổi phù hợp với việc xây dựng phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành thực hiện chuyển đổi số ở nước ta vì vậy quy định như dự thảo luật về việc tích hợp một số loại thông tin vào thẻ căn cước là phù hợp. Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo ra soát, nghiên cứu chỉnh lý các quy định tại điều này để đảm bảo thông tin tích hợp vào thẻ căn cước được chính xác, kịp thời, an toàn và hiệu quả. Bổ sung điểm C và điểm D khoảng 5, quy định phân loại đối ý tượng được khai thác đối với thông tin được mã hóa trong thẻ căn cước. 6. Về cấp quản lý căn cước điện tử, chương 4, có ý kiến đề nghị rà soát nội dung quy định tại các điều khoản phù hợp với tên chương và phù hợp với nội hàm tại các điều luật làm rõ mối quan hệ giữa căn cước điện tử và danh tính điện tử cân nhắc việc quy định thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử phải sử dụng căn cước điện tử vì không phù hợp với mọi đối tượng có ý kiến đề nghị quy định cụ thể rõ ràng hơn về nội dung này và bổ sung quy định về thủ tục cấp căn cước điện tử, ứng dụng của căn cước điện tử hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện giao dịch điện tử trên cơ sở ý kiến của đại biểu quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý lại khoảng 12 điều 3 về danh tính điện tử của công dân Việt Nam, lược bỏ điều 32 dự thảo luật và chỉnh lý khoảng 2 điều 31 dự thảo luật để thể hiện rõ hơn mối quan hệ giữa danh tính điện tử và căn cước điện tử chỉnh lý khái niệm về căn cước điện tử tại điều 16 tại khoản 16 điều 3, bổ sung 3 khoản tại điều 31 quy định cụ thể hơn về thông tin trong căn cước điện tử, thẩm quyền cấp căn cước điện tử và giao chính phủ quy định trình tự thủ tục cấp căn cước điện tử, chỉnh lý tên điều 33 thành giá trị sử dụng của căn cước điện tử, bỏ khoản 2 điều 33 chuyển nội dung này về điều 34 và thiết kế thành khoản 5 giao chính phủ quy định trình tự thủ tục mở khóa mở khóa căn cước điện tử như dự thảo luật tiếp thu chỉnh lý có ý kiến đề nghị tại điểm e khoảng 1 cần quy định rõ hơn về cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ để tránh gây phiền hà thiệt hại cho người có căn cước điện tử làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước trong việc khóa mở khóa căn cước điện tử trên cơ sở ý kiến của đại biểu quốc hội qua xem xét đánh giá nội dung dự thảo Lực Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định việc khóa mở phá căn cước điện tử theo đề nghị của cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ như dự thảo lực chưa đủ căn cứ vững chắc có thể dẫn đến xâm phạm quyền công dân và gây thiệt hại cho công dân. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được bỏ lượt bỏ điểm E khoảng 1 và điểm D khoảng 2 quy định về khóa mở khóa căn cước điện tử, chỉnh lý một số nội dung trong dự thảo lực, đồng thời thiết kế bổ sung một khoản để làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước trong việc khóa mở khóa căn cước điện tử của công dân. 7. Việc hiệu lực thi hành điều 45 dự thảo luật chính phủ trình có ý kiến đề nghị rà soát để quy định một số điều khoản có nội dung liên quan đến các giấy tờ của công dân về căn cước có hiệu lực trước để đảm bảo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2030. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Trên cơ sở báo cáo đề nghị của Ban soạn thảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng cơ bản đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, các quy định của luật có thể triển khai thực hiện đồng bộ thống nhất và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan cũng như việc sắp xếp điều chỉnh đơn vị hành chính trong thời gian tới không có nội dung nào cần phải quy định có hiệu lực trước. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát và đầu tư cơ bản có hiệu quả hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật để việc khai thác sử dụng ứng dụng định danh quốc gia đạt hiệu quả. Có ý kiến đề nghị rà soát các quy định của điều này đảm bảo phù hợp với quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu chỉnh sửa nội dung của khoản 1 bổ sung một khoản quy định về việc hết hiệu lực của lực căn cước công dân số 59, tách khoản 2 Điều này để xây dựng bổ sung điều 44 như dự thảo luật 8 về quy định chuyển đổi về quy định chuyển tiếp điều 46 dự thảo luật Chính phủ trình có ý kiến đề nghị quy định tiếp tục sử dụng chứng minh nhân dân song song với thẻ căn cước đến khi hết thời hạn theo quy định đảm bảo thuận lợi cho người dân trong giao dịch dân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Xin báo cáo như sau, hiện nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 bộ ngành và 63 địa phương. Việc kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ nhiều hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời đã cấp được 80 triệu thẻ căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện. Vì vậy, quy định thời hạn Hết giá trị sử dụng của chứng minh nhân dân từ ngày 31 tháng 12 năm 2024 cơ bản không tác động lớn đến hoạt động giao dịch của người dân. Có ý kiến cho rằng nội dung khoảng 3 điều 46 không phải là quy định chuyển tiếp, do đó đề nghị nghiên cứu quy định tại chỗ khác cho phù hợp. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy ý kiến đại biểu là xác đáng. Nội dung khoảng 3 điều này nhằm làm rõ hơn giá trị của những thông tin về chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân được ghi trong những giấy tờ đã cấp vẫn có hiệu lực và tiếp tục được sử dụng. Các cơ quan quản lý nhà nước không được yêu cầu công dân điều chỉnh những thông tin này khi công dân được cấp thẻ căn cước theo quy định của lực này. Vì vậy, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chuyển nội dung này về cuối đoạn 1 khoảng 2 để làm rõ hơn và phù hợp với điều khoản 9 về trung tâm dữ liệu quốc gia quy định tại các điều 9, 11, 12 và 13 dự thảo luật chính phủ trình có ý kiến cho rằng vừa qua Bộ Chính trị đã thông qua đề án về xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia và giao dịch giao cho chính phủ thủ tướng chính phủ chỉ đạo xây dựng. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu các quy định liên quan để phù hợp với chủ trương của Đảng, đồng thời phù hợp với lộ trình xây dựng và thẩm quyền của chính phủ. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo rà soát các nội dung liên quan và thấy rằng hiện nay đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia đã được bộ chính trị đồng ý về chủ trương cho phép thực hiện đề án và chính phủ đã hoàn thiện các thủ tục sẽ sớm ban hành nghị quyết phê duyệt đề án này trong thời gian tới như vậy đến thời điểm này việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia cơ bản đã rõ duyệt quy định Trung tâm dữ liệu quốc gia trong dự thảo lực sẽ tạo cơ sở cho việc triển khai, kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với trung tâm dữ liệu quốc gia ngay sau khi dự án lực căn cước được quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quốc hội cho giữ quy định liên quan đến trung tâm dữ liệu quốc gia trong dự thảo lực. Chính, ngoài các nội dung cơ bản nêu trên, trên cơ sở tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội và qua rà soát Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bỏ điều 32 dự thảo luật chính phủ trình bổ sung một điều là điều 45 như dự thảo luật tiếp thu chỉnh lý chỉnh sửa nội dung và kỹ thuật lập pháp ở 40 điều sắp xếp lại vị trí một số điều để đảm bảo tính thống nhất và khả thi. Trên đây là báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật căn cước Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng báo cáo Quốc hội xin trân trọng cảm ơn. chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất đăng ký kênh youtube báo thanh niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn